mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm, đó chính là một con chuột túi Hemuru mô hình nha. Thế cái mắt của mình nó bị sưng lên đấy. Trông thảm hại kinh khủng luôn. Chuột túi kanguru này mình hay dùng để quay những cái video để mình tìm cái sản phẩm này xem có thấy không nha mọi người. Thì cái cục sạc này nó lâu lên pin dã man luôn. Mình sạc mãi mà nó chỉ lên được một tẹo thôi mọi người ạ. Đây mình tìm trên sản phẩm này trên Shopee cho mọi người nha. Hai mắt là bây giờ một mắt hai mí, một mắt một mí luôn. Chuột túi kanguru ha. Con này nhìn xinh xỉ nha. Trời ơi, trên Shopee nó không có sản phẩm này cơ, mình đã phải lên sản phẩm này lên Google để tìm kiếm cái sản phẩm này. Trời ơi, mỗi lần quay video không lại phải bị phát như này. Kanguru còn được Việt hóa thành kanguru hay gọi chuột túi là một nhóm thuộc các loài thú có túi thuộc họ chân to. Thứ kanguru thường dùng để chỉ một số loài vật lớn trong họ này như kanguru đỏ, kanguru antiplipolopin, kanguru xám. Kanguru còn có nhiều loài nhỏ hơn. Kanguru là biểu tượng của Úc. Ủa, cũng sạc mà sạc nãy 18 lần, bây giờ còn 17 là sao? Thôi tôi không sạc cái này nữa đâu, sạc cái mặt khác đây. Thề cái dây sạc như cất luôn đấy. Soi lại cười. Nụ cười rất là nham hiểm nha. Nụ cười rất là đen tối nha. Giảm rồi. Kanguru còn được Việt hóa thành kanguru. Trời ơi,
sa mạc nước cực rất lạnh, nhưng kangaroo có thể sống được lâu rất lâu dài trên đó. Khi quá lạnh, chúng ăn cặp chân trước có ít lông. Khi nước bọt hại bay hơi, nó sẽ làm mát máu bên dưới lớp da rồi toàn cơ thể. Tiếp theo là đôi chân này. Tất cả các loài kangaroo đều có chân sau khỏe, bàn chân dài và hẹp. Chúng ngồi trên những đôi chân này và đuôi xù to vững chắc. Nếu kiếm ăn hoặc di chuyển ở tốc độ chậm, chúng dùng tất cả bốn chân, còn khi đi nhanh thì chúng di chuyển bằng cách nhảy vọt. Đuôi của chúng giúp cơ thể giữ được thăng bằng khi nhảy. Khi có giao tranh giữa hai con đực, chúng có thể đứng lên đuôi và dùng hai chân sau để tự vệ. Bao giờ mới được 40 cái video đây, trời ơi là trời. Cái đuôi của nó màu trắng này, một cái đuôi của nó nhạt dần và nó màu trắng trông rất là xinh nha. Đây, hai cái phần ở dưới chân của nó thì nó sẽ là màu đen ở dưới phần bàn chân. Mình sạc được một lúc mà mình nhìn lại thấy nó không lên mọi người. Lên lại rồi. Nếu cảm thấy hay thì nhớ để lại cho mình like, mình xem, mình subscribe nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn phần tiếp theo. Nhanh thế Chiến. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách cho mình xin 1 like, 1 share, 1 subscribe nha. Bye bye.